Xin chào bà con, thì vấn đề mà hôm nay á mình quay mình nói cho bà con xem á là vấn đề là làm cành bơ bút. Cái này hầu như là năm nào mình cũng nhắc nhở bà con. Thì một số bà con á thì cũng hay gọi điện hỏi mình á, là trong giai đoạn trái bằng trứng gà như thế này á thì có thể làm cành được chưa. Thì cái này theo quan điểm cá nhân của mình nha, thì trong giai đoạn á thì mình thể tỉa cành được rồi. Thì làm cành được rồi thì giai đoạn này làm và tỉa cành thì tỉa những cái cành như thế nào, thì cái clip này mình làm rất là cụ thể và chi tiết về cái việc mà làm cành. Mình clip chính này mình chỉ nói về cái việc làm cành cho các bạn và bà con xem. Cái thứ hai clip tiếp theo á thì mình sẽ làm thêm cái việc bón phân. Thì tùy vào cái giai đoạn và tùy vào cái clip mình sẽ đưa ra những cái hướng dẫn và chăm sóc riêng cho bà con. Thì ở giai đoạn này á, một số bà con kêu không làm thì cũng được, không sao, nhưng mục đích mình khuyên bà con là nên làm tốt hơn. Vì giai đoạn này á, nếu bà con làm cành á thì dinh dưỡng sẽ tập trung vào những cái cành có trái, nó sẽ nuôi trái. Cái đó là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai là nó sẽ không bị cạnh tranh dinh dưỡng giữa những cái đọt mà không có trái. Khi mưa xuống hoặc là giai đoạn này phát đọt rất nhiều á để bù tán á thì nó sẽ bị cạnh tranh dinh dưỡng. Thì thay vì vào đó á, cái việc mà bà con đã làm cành hết rồi á thì sẽ không có tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng. Vẫn có nhưng mà tỷ lệ cạnh tranh dinh dưỡng rất là ít. Vì bà con đã làm hết những cái cành không có trái rồi, bây giờ còn những cành có trái thôi. Thì tỷ lệ mà cạnh tranh dinh dưỡng thì nó hạn chế hơn, sẽ thấp hơn. Thay vì cạnh tranh là 50-50 đi, bây giờ còn cái cạnh tranh khoảng 10% thôi. Vì những cái cành không có trái bà con đã tỉa hết rồi, giờ những cái cành có trái thì nó ra đọt, thì để nó hấp thu dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là bù tán cho đều thôi. Cái đó là những cái quan điểm mà mình chia sẻ, cá nhân của mình chia sẻ cho bà con. Vì cái clip này mình quay rất là chi tiết và cụ thể cho bà con xem á, về cái trái như trứng gà. Thì hầu như tất cả vườn bơ ở 5 tỉnh Tây Nguyên chúng ta hiện tại bây giờ trái đều bằng nhau hết, là trái như trứng gà hết. Thì về cái việc tỉa cành này á, là mình cũng nhắc nhở bà con á, bà con phải xem xét cho kỹ và nhìn nhận cho kỹ về những cái trái nó hay núp dưới cành á, bà con vô tình không thấy á, làm sẽ đứt luôn cái trái, lúc đó bà con sẽ tiếc. Đó là mình nhắc nhở cái việc đó, nhưng mà hầu như ít có trường hợp nào bà con chúng ta tỉa trái, tỉa cành mà tỉa luôn trái. Vẫn có nhưng mà giai đoạn này bà con nhìn rất rõ vì có trái rồi. Có trái là rất là hy vọng, rất là vui mừng rồi. Không có trái thì con còn nản, nhưng lúc có trái rồi thì con rất là cẩn thận và rất là chi tiết. Thì cái bơ này cũng trái rất là nhiều, đọt cũng đang búng, thì mình cũng tiến hành làm cành cho bà con rồi. Thì những cái việc mà sau khi làm cành á thì chúng ta phải phun thuốc nấm bệnh. Cái đó là cái việc mà mình luôn nhắc nhở bà con. Vậy phun nấm bệnh để tránh tình trạng đó là thời tiết hiện tại mà mưa rồi. Clip này mình cũng quay ngày 29 tháng 5 2019 á. Thì theo hiện trạng, theo thời tiết và theo cái việc cây trồng nên mình quay những clip xác thực cho con xem. Thì mỗi năm nó mỗi khác. Đó là việc phun thuốc nấm. Thuốc nấm ở đây là vừa nấm cho bà con làm cành xong, cái hai nấm là con vừa dưỡng trái khỏi nấm bệnh. Thì cái đó là hai cái vấn đề mà quan trọng mình nhắc nhở bà con. Vì cái bơ này là trái bây giờ là rất là nhiều, khi bà con làm cành ra cây sẽ được thông thoáng, tỷ lệ mà bỏ xích nè, rồi bỏ vần nè, bỏ cánh cứng hay mọt độc cành á, nó sẽ không ẩn nấp được, nó sẽ không có gây hại đến cây. Nếu mà con không làm cành á thì cây sẽ rậm rạp, đồng nghĩa cái rậm rạp ở đây có nhiều nguyên nhân. Nếu mà rậm quá thì cây những cành bị khuất ánh sáng nó sẽ chết, những cành khô nó sẽ chết, nhất là rậm. Cái thứ hai nó tạo điều kiện cho côn trùng nó tới nó chích thúc cây, rồi ăn lá non, rồi chích trái làm trái sần sùi. Đó là chưa nói đến mọt độc cành. Khi mà mọt độc cành nó đục vô cái trái á là nó sẽ xì cái bọt trắng ra. Cái đó là mình nhắc nhở lại con để nhận dạng nha. Mọt độc cành sẽ chích vô thân và trái sẽ xì bọt trắng ra. Còn bọt xích á chích vô á thì trái chúng ta sẽ đen đi. Thì nếu mà đã qua cái giai đoạn mà trái bằng trứng gà này, hầu như tỷ lệ bọt xích cái chích cho cái bơ chúng ta hầu như sẽ không bị nữa. Vì lúc này vỏ bơ chúng ta đã dày rồi nên bọt xích sẽ không chích nữa. Thì cái đó là vấn đề mình chia sẻ với bà con. Là một số bà con thắc mắc là phun thuốc sâu tới giai đoạn nào. Thì mình cũng hay chia sẻ với bà con là bà con phun tới giai đoạn mình trứng ngỗng hay trứng gà, lúc này bà con tỷ lệ phun sẽ giảm đi, không phun dày nữa. Còn trước thay vì 5-7 ngày con phun một lần,
thì hiện tại bây giờ con thể phun 10 đến 15 ngày một lần, cũng tùy vào trường hợp và cũng tùy vào vườn, chứ không phải là vườn nào mà con cũng phải phun như nhau. Có những vườn mà nó gần những cái đám cao su này, gần rừng nè, gần những cái vùng mà cây cối âm tùm á thì con phun khác. Còn những vùng mà nó thông thoáng, không có rậm rạp á thì con phun ít lại. Thì cái đó là mình chia sẻ tổng hợp các kiến thức cho con xem. Thì qua đó thì tùy vào vườn mà con có những cái kinh nghiệm mà chăm sóc vườn nó khác nhau, thì clip này mình chia sẻ là mục đích là làm cành để cho cây nó thông thoáng thôi. Thì mình quay rất là chậm mà tỉa rất là kỹ càng cho bạn xem. Những cái cành nào mà tỉa thì mình cũng quay bấm cho bạn xem đó, rất là chi tiết rồi. Thì để cho cây bambu chúng ta nó hoàn thiện đến năm 2020 á, thì mỗi năm mình sẽ quay cho bà con mỗi cái clip khác nhau, xác thực với hình ảnh hiện tại của bà con nông dân, để có những bà con nông dân chúng ta xác thực với vườn của chúng ta và làm theo vườn chúng ta. Thì qua đây mình nhắc lại á, cái việc làm cành này rất là hiệu quả cho bà con nông dân chúng ta. Thì qua đó sẽ có rất nhiều bà con thắc mắc là có nên làm hay không làm, thì cái đó là mình chia sẻ với bà con nông dân, nên làm thì tốt hơn, còn việc làm hay không làm nó là tùy vào bà con. Thì một năm mà bước chúng ta làm cành hai lần, có nghĩa là giai đoạn vừa đậu trái như trứng gà này rồi, và cái thứ hai nữa là sau khi thu hoạch. Thì sau khi thu hoạch á, thì mình hướng nói bà con luôn á là sau khi thu hoạch á, là những cành mà có trái á, thì con tỉa đi, thì nó sẽ bù tán ra những đọt mới nữa. Thì những cái đọt mới đó là những cái đọt sẽ làm trái và làm hoa cho vụ mới tiếp. Nên những cái cành mà nó ra trái như thế này á, mà không cần thiết á, không đậu trái á, thì con làm cho mình đi. Như trên clip mình đang làm rất là cụ thể và chi tiết. Thì toàn bộ clip này mình nói chính là vấn đề làm cành thôi, còn những vấn đề phân bón thì hầu như mình chia sẻ những clip trước rồi. Chặn đọt mình cũng đã nói rồi, thì giai đoạn này nó cũng là giai đoạn mù tán bị phát đọt, thì con có thể phun chặn đọt cho mình, rồi phun chống rụng rượm trái và nấm bệnh. Về phân bón thì tùy vào cây, những cây nào suy thì con có thể bón hàm lượng NPK, còn cây nào mà sung khỏe thì con bón vi lượng và phân chuồng vi sinh cho mình. Đó là những vấn đề yếu mình chia sẻ cho con. Còn về vấn đề phun dưỡng trái chống rụng thì con định kỳ 10 đến 15 ngày con phun một lần, đó là tùy vào những cái dòng phân bón, những dòng phân bón lá, những dòng thuốc mà con tìm hiểu và mua. Còn mình nhắc lại thì những cái nào thắc mắc thì bà con có thể điện thoại, số điện thoại dưới để mình chia sẻ cho bà con những cái quan điểm mà cá nhân của mình. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên Trái Cây Theo Mùa Rắc. Xin cảm ơn bà con ạ. À, clip này mình quay cũng rất là dài về toàn bộ quá trình mà làm cành cho cái bambu khi đậu trái. Xin cảm ơn bà con ạ. À.